cao mấy cái bác là sang lồng. Sang lồng. Sang lồng thì cho vào trong buồng này cho nó nhỡ nó sơ suất là sạch mấy con chim. Đây để tôi bán cả lồng cả chim. Chim rất là thuần, to quá. Đẹp. Giếng thì có cả nước. Lên cầu đi con. Chim này quả to, cơm vừng, chân to, quả to luôn. Ok. Ôi, đuôi bạn này là bạn đuôi 8782. Đó, mình cũng tế nhị không nộ hết số điện thoại của bạn ấy. Đăng luôn một clip này cho các bạn tiện thể nhá. Nhanh tay nhá. Đôi này là đặc biệt, đôi đặc biệt động thổ nhá. Đó. Để cho anh em là 600k này. Đây. Đó, thấy chưa? Gọi phát là nhau lên ngay. Đó. Đó đây. Phần thục. Chim này là các bạn yên tâm là tôi có thả ra thoải mái nhá.